Xin chào các em, rất vui khi được gặp lại các em trong chương trình học trực tuyến của trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, bộ môn lịch sử 7, chủ đề Đại Việt ở các thế kỷ 16-18. Tiết 44, nội dung 1, sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền thế kỷ 16-18. Một La Mã tình hình chính trị xã hội, một nhỏ triều đình nhà Lê. Như các em đã biết, thời Lê Sơ thế kỷ 15 là thời kỳ thịnh trị của nhà nước phong kiến tập quyền, nhưng từ đầu thế kỷ 16, nhà Lê bắt đầu suy thoái. Các em cùng quan sát sơ đồ 10 vị vua nhà Lê. Thứ nhất, vua Lê Thái Tổ ở ngôi được 5 năm. Thứ hai, vua Lê Thái Tông được 8 năm. Thứ ba, Lê Nhân Tông được 16 năm. Thứ tư, Lê Thánh Tông được 37 năm. Thứ năm, Lê Hiến Tông được 7 năm. Thứ sáu, Lê Túc Tông được 1 năm. Thứ bảy, Lê Uy Mục được 4 năm. Thứ tám, Lê Tương Dực được 6 năm. Thứ chín, Lê Chiêu Tông được 6 năm. Thứ mười, Lê Cung Hoàng được 5 năm. Từ đầu thế kỷ 16, nhà Lê bắt đầu suy thoái, vua quan ăn chơi xa xỉ, xây dựng cung điện lâu đài tốn kém. Các em cùng quan sát hai bức hình sau. Đây là đại điện do vua Lê Tương Dực cho xây dựng vào năm 1512. Đây là hình ảnh của vua Lê Uy Mục, ảnh phác họa, ông sinh năm 1488 và mất năm 1509. Vua Lê Uy Mục ở ngôi từ năm 1505 đến năm 1509, đêm nào cũng cùng cung phi vui đùa uống rượu quá độ, khi rượu say thì giết cung phi. Sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cũng đã thẳng thắn viết về sự thất đức của Lê Uy Mục như sau. Vua nghiện rượu, rất hiếu sát, lại thích ra oai và tàn hại tông thất, để mặc cho họ ngoại hoành hành, làm cho trăm họ oán hận, người bấy giờ gọi là vua quỷ. Dưới triều vua Lê Tương Dực, mọi quyền hành nằm trong tay Trịnh Duy Sản, các phe phái đánh giết nhau liên miên suốt hơn 10 năm. Lê Tương Dực cũng tỏ ra hung ác không kém. Lê Uy Mục, bấy giờ nạn đói trầm trọng đang lan tràn nhiều nơi, Tương Dực vẫn huy động dân phu, xây dựng nhiều cung điện tốn kém, phá đi phá lại nhiều lần, quân lính, dân phu khổ sở vì lao dịch và bệnh tật, chết rất nhiều. Như vậy, các em thấy rằng, triều đình nhà Lê từ đầu thế kỷ 16 thì vua quan ăn chơi xa xỉ, lãng phí tiền của, nội bộ giai cấp thống trị, tranh giành quyền lực và đẩy chính quyền và đất nước vào thế tự suy vong. Chính tình hình triều đình nhà Lê như vậy, vào đầu thế kỷ 16 thì nông dân đã nổi dậy khởi nghĩa ở khắp nơi. Chúng ta chuyển sang phần hai nhỏ phong trào khởi nghĩa của nông dân ở đầu thế kỷ 16, phần nguyên nhân. Chúng ta vừa tìm hiểu phần 1 thì thấy rằng triều đình nhà Lê từ đầu thế kỷ 16 vô cùng rối ren, đời sống của nhân dân, nhất là nông dân, đã lâm vào cảnh khốn cùng, mâu thuẫn giai cấp gay gắt. Về diễn biến, các em quan sát lên lược đồ phong trào nông dân khởi nghĩa thế kỷ 16. Vào năm 1511 thì Trần Tuân khởi nghĩa ở Sơn Tây. Năm 1512, Lê Hy Trịnh Hưng khởi nghĩa ở Nghệ An. Năm 1515, Phùng Trương khởi nghĩa ở Tam Đảo. Và năm 1516, khởi nghĩa của Trần Cảo ở Đông Triều, Quảng Ninh. Trong tất cả các cuộc khởi nghĩa này, thì có cuộc khởi nghĩa của Trần Cảo là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất. Vào năm 1516 thì Trần Cảo đã nổi dậy khởi nghĩa ở Đông Triều Quảng Ninh. Nghĩa quân đã cạo chọc đầu và chỉ để ba chỏm tóc gọi là quân ba chỏm. Nghĩa quân đã ba lần tấn công Thăng Long, có lần chiếm được kinh thành, vua quan nhà Lê phải chạy vào Thanh Hóa. Mặc dù các cuộc khởi nghĩa diễn ra rất là sôi nổi và mạnh mẽ, nhưng cuối cùng đều bị đàn áp và thất bại. Mặc dù thất bại nhưng nó đã để lại ý nghĩa lịch sử to lớn, đó là góp phần làm cho triều đình nhà Lê mau chóng sụp đổ. Còn phần 2 La Mã, các cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều và Trịnh Nguyễn phân tranh, các em sẽ tìm hiểu sách giáo khoa ở nhà. Và sau khi tiết học này kết thúc thì các em về nhận làm cho thầy hai câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, em có nhận xét gì về tình hình chính trị xã hội nước ta ở các thế kỷ 16-17? Câu thứ hai,
Em hãy nêu hậu quả của các cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều và sự chia cắt đảng trong đảng ngoài. Và các em lưu ý là ghi bài làm vào giấy, chụp và gửi vào Zalo giáo viên chủ nhiệm vào ngày 24 tháng 2 năm 2021. Và giáo viên chủ nhiệm sẽ chuyển bài làm của học sinh đến thầy hoặc cô. Và học sinh sẽ giữ lại bản giấy nộp lại giáo viên bộ môn khi trở lại trường. Tiết học đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các tiết học sau.